Buổi tiếp xúc cử tri của ông Donald Trump do đài CNN phát sóng trên giờ vàng hôm 10 tháng 5 đã phản ánh tình thế khó khăn đối với những nhà báo đưa tin về vị cựu Tổng thống Mỹ. CNN đang phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội về buổi tiếp xúc cử tri Mỹ của ông Donald Trump do họ phát sóng hôm 10 tháng 5. Sự kiện này rõ ràng thể hiện tình thế khó khăn đối với các nhà báo khi đưa tin về một ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa năm 2024 người từ chối tuân thủ luật lệ, AP nhận định. Buổi tiếp xúc cử tri hôm 10 tháng 5 là sự kiện truyền hình lớn đầu tiên của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Đài CNN đã bảo vệ quyết định tổ chức sự kiện này như một cơ hội để đưa ông Trump tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn, bên ngoài mạng lưới truyền thông bảo thủ. Thay vào đó, các nhà phê bình cho rằng sự kiện này đã biến thành một cuộc vận động tranh cử của ông Trump, và cho phép ông lặp lại những tuyên bố được cho là sai sự thật, trong khi né tránh những câu hỏi hóc búa. Khán giả của sự kiện đa phần là các đảng viên Cộng Hòa và cử tri không nghiêng về đảng phái nào. Trong buổi tiếp xúc cử tri được CNN phát sóng, ông Trump đã đưa ra nhiều thông tin được cho là sai lệch, đôi khi quá nhanh để người dẫn chương trình có thể chặn lại. Vị cựu Tổng thống đưa ra quan điểm của mình về mọi thứ, từ trần nợ cho đến quyền tiếp cận phá thai và xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông thường lảng tránh khi được yêu cầu phác thảo các mục tiêu chính sách cụ thể nếu ông giành lại Nhà Trắng vào năm tới, tờ Guardian đưa tin. Tom Jones, cây bút cấp cao tại Viện Nghiên cứu Truyền thông Poynter, cho biết ông ủng hộ việc CNN tổ chức buổi tiếp xúc cử tri ở Đại học St. Anselm tại New Hampshire. Tuy nhiên, ông chia sẻ rằng bản thân rất ngạc nhiên trước hành vi của khán giả điều cần trung lập hơn. Đám đông đã dành cho ông Trump sự ủng hộ nhiệt liệt khi ông bước lên sân khấu, hoan nghênh một số bình luận mang tính khiêu khích nhất của ông, và cười trước một số câu ông châm biếm người khác, kể cả khi ông chỉ trích nhà văn E. Jean Carroll. Vào tuần này, một bồi thẩm đoàn ở New York đã phán quyết rằng ông Trump lạm dụng tình dục bà Carroll và yêu cầu bồi thường cho bà $5 triệu. Theo ông John, bầu không khí đó đặt người dẫn chương trình Kellyanne Conlin của CNN vào một tình thế gần như bất khả thi. Khi cố gắng khơi gợi những câu trả lời thẳng thắn từ ông Trump và kiểm chứng sự thật liên quan đến những bình luận của ông về vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, bất cứ khi nào bà ấy có thể dồn ông Trump vào chân tường, ông đều được khán giả cổ vũ. Điều đó chỉ khích lệ ông ấy. Ông ấy nhận ra rằng tôi có thể làm hoặc nói bất cứ điều gì tôi muốn, ông John nhận định. Theo ông, vào thời điểm đó, bà Conlin cứ như thể phải một mình chống lại cả khán phòng. Sự kiện này đánh dấu kỷ nguyên lãnh đạo mới tại CNN và những nỗ lực của ban lãnh đạo nhằm thu hút những người xem đã đến với Fox News và các hãng truyền thông bảo thủ khác trong thập kỷ qua. Tại cuộc họp sáng 11 tháng 5, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Chris Licht của CNN đã ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của Conlin, khẳng định bà đã đặt ra những câu hỏi hóc búa trong hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng bảo vệ quyết định tổ chức buổi tiếp xúc cử tri trước đám đông ôn hòa với cựu Tổng thống Trump. Mặc dù chúng ta có thể không thoải mái khi nghe mọi người vỗ tay, đó cũng là một phần quan trọng của câu chuyện, vì những khán giả đó đại diện cho một phần lớn nước Mỹ, ông Licht cho hay. Sai lầm mà các phương tiện truyền thông đã mắc phải trong quá khứ là phớt lờ sự tồn tại của những người đó. Cũng giống việc bạn không thể phớt lờ sự tồn tại của cựu Tổng thống Trump, ông Licht nói. Sự kiện này đã giúp tăng lượng khán giả cho CNN, ít nhất là trong một đêm. Nelson cho biết buổi tiếp xúc cử tri đó có trung bình 3,3 triệu người xem, so với 707.000 người đã theo dõi CNN trong cùng khoảng thời gian một đêm trước. Dẫu vậy, ông John nghi ngờ rằng buổi tiếp xúc cử tri sẽ giúp ích cho danh tiếng của CNN về lâu dài, liên quan đến những phản ứng dữ dội họ phải hứng chịu. Ông cho rằng hầu hết bài bình luận sau sự kiện của đài này đều chỉ trích kịch liệt ông Trump. Theo ông, điều đó có khả năng khiến những khán giả bảo thủ xa lánh CNN, do họ chỉ đơn giản theo dõi sự kiện này vì muốn chứng kiến cựu Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, những người chỉ trích từ cánh tả cho rằng CNN lẽ ra phải dự đoán sự kiện này sẽ hỗn loạn như thế nào. CNN nên xấu hổ về bản thân. Họ đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát đối với buổi tiếp xúc cử tri này để một lần nữa bị thao túng vào việc đưa ra thông tin sai lệch về bầu cử, biện hộ cho vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, và đưa ra một cuộc tấn công công khai vào một nạn nhân bị lạm dụng tình dục, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, thuộc Đảng Dân Chủ, chia sẻ trên Twitter. Trong khi đó, Frank Cesno, cựu giám đốc văn phòng CNN Washington, cho biết sự kiện này là điểm báo cho những quyết định đưa tin khó khăn đối với mọi hãng tin vì ông Donald Trump không phải là một ứng cử viên bình thường. Bạn không thể phớt lờ ông ấy, ông Trump, nhưng bạn cũng không thể cho ông ấy toàn quyền quyết định, ông Cesno khẳng định. Theo ông Cesno, một cuộc phỏng vấn trực tiếp 1-1 sẽ tốt hơn, mặc dù liệu ông Trump có đồng ý với điều đó hay không lại là một câu hỏi khác. Ngoài ra, ông Cesno nhấn mạnh mặc dù những người ủng hộ ông Trump rất vui mừng với màn trình diễn của ông, những người chỉ trích từ Đảng Cộng Hòa đã viện dẫn sự kiện đó để nhấn mạnh quan ngại.
về khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia của cựu tổng thống. Là một nhà báo, tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải chứng kiến sự kiện kỳ lạ và hỗn loạn như vậy, ông Cesno chia sẻ. Trong khi đó, Norman Ornstein, học giả chính trị, nói rằng ông Trump là người chiến thắng sau cùng ở sự kiện này. Ông tiếp cận được lượng khán giả trong khung giờ vàng của CNN, bên ngoài những cử tri và hãng truyền thông trung thành với Đảng Cộng Hòa. Theo Zing News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.